Với những bước nhảy vọt thời gian vừa qua, bên cạnh mặt tích cực thì dễ nhận thấy trí tuệ nhân tạo cũng đang tạo ra một thời đại thật giả lẫn lộn, ngày càng khó phân biệt trên không gian mạng. Tại vùng Vịnh đang có một trào lưu phát triển trí tuệ nhân tạo để mà khắc chế trí tuệ nhân tạo trong cuộc chiến nhằm trong sạch hóa không gian mạng tại khu vực này. Hãy cùng với các phóng viên Đài truyền Việt Nam tìm hiểu xu thế này tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngay sau đây. Tiến sĩ Hadi Schlauer đang ấp ủ một dự án được ông gọi là làm trong sạch thông tin tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, tiến sĩ Schlauer và các cộng sự đang xây dựng một chương trình có thể vạch trần các tin tức giả mạo. Thông tin được bóc tách, đưa vào phân tích trong một mạng lưới phức tạp các dữ liệu có liên quan để tìm ra những điều bất hợp lý. Ông gọi đó là cuộc đấu để trí tuệ nhân tạo kiểm soát trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi sử dụng mô hình dựa trên mối quan hệ nguyên nhân, kết quả để phân tích từng lớp của thông tin. Từ đó, nguồn thông tin đến từ đâu, những điều gì có thể tin được, điều gì không, hệ thống sẽ có thể nhận diện một cách nhanh chóng. Thúc đẩy kiểm soát trí tuệ nhân tạo ngày càng được chú ý hơn sau nhiều vụ lừa đảo thời gian gần đây. Hồi chuông gióng lên khi một băng nhóm tại Dubai đã sử dụng công nghệ deepfake được tạo lập bởi trí tuệ nhân tạo, đánh cắp tới 36 triệu đô la Mỹ. Những kẻ tội phạm đã giả mạo lãnh đạo doanh nghiệp, đánh lừa bộ phận tài chính của công ty để thực hiện chuyển khoản cho mình. Tại trường đại học trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới Mohammed bin Zayed của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, các nhà nghiên cứu đang chạy đua phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo đủ sức kháng cự với những âm mưu sử dụng trí tuệ nhân tạo cho mục đích xấu. Cái khó hiện nay là những phương thức lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo vẫn đang không ngừng biến đổi. Nó đòi hỏi các chương trình trí tuệ nhân tạo để phát hiện, sàng lọc thông tin cũng phải liên tục được cập nhật để bắt kịp với những thủ đoạn mới. Tại vùng Vịnh, trí tuệ nhân tạo đang được xem như một động lực chủ chốt cho quá trình phát triển hậu dầu mỏ. Vậy nhưng sau những sự hồ hởi ban đầu, người ta cũng bắt đầu nhận ra trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích bao nhiêu thì cũng đang làm gia tăng rủi ro bấy nhiêu. Các dự báo cho thấy với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo như hiện nay thì tới năm 2028, tức chỉ 4 năm nữa thôi, những vụ lừa đảo trên không gian mạng có thể lấy đi của nền kinh tế toàn cầu khoảng 14.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số này là đủ để tạo ra được một nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Một cuộc chạy đua để phát triển trí tuệ nhân tạo tốt, lấn át các trí tuệ nhân tạo về mục đích xấu, vì thế đang được nhiều quốc gia nơi đây xem như là có ý nghĩa sống còn cho sự phát triển lành mạnh của mình, cũng như của nền kinh tế toàn cầu. Anh Phước, phóng viên truyền hình Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.